Quý vị thân mến, và sau đây sẽ là nội dung trong phần 3 của cửa sổ công nghệ trên FPNC. Thưa quý vị, nhìn lại thị trường thời gian qua, dễ thấy ngành công nghệ Trung Quốc đang nóng lên với nhiều hãng công nghệ mới xuất hiện. Tuy nhiên, không phải thương vụ khởi nghiệp nào cũng có cơ hội như nhau. Chuyên gia Rui Ma đến từ hãng đầu tư 500 Stuff sẽ đưa ra một số đánh giá trong cuộc trò chuyện ngắn ngay sau đây. Chúng tôi đang có mặt ở Hồng Kông để cùng với chuyên gia Rima bàn chuyện khởi nghiệp trong ngành công nghệ ở Trung Quốc. Chào Rima, là một nhà đầu tư chuyên cấp vốn cho các thương vụ khởi nghiệp, hay còn gọi là thiên thần đầu tư, chị quan tâm điều gì nhất ở các thương vụ này? Tôi quan tâm nhiều thứ lắm, nhưng trước hết, hầu hết các thiên thần đầu tư đều để mắt đến những thị trường hấp dẫn trị giá hàng tỷ đô la hay đại loại như thế. Cái đến, họ muốn thấy một đội ngũ khởi nghiệp đáng tin cậy, chẳng hạn như trong đó phải có những người dày dặn kinh nghiệm để biết cách đoán định thị trường và chỉ ra đường hướng phát triển cho công ty. Cuối cùng, chúng tôi sẽ xem xét sản phẩm của doanh nghiệp đó, lợi ích của nó, đối tượng khách hàng và triển vọng doanh thu. Vậy trước khi quyết định đầu tư vào một hãng nào đó, chị từng xem xét bao nhiêu doanh nghiệp? Không có một con số nào chính xác cả. Chúng tôi đầu tư trực tiếp tùy thuộc thời điểm, tùy chiến lược đầu tư của chúng tôi và tùy số doanh nghiệp khả quan trên thị trường khi đó. Về cá nhân tôi thì mỗi ngày tôi đều theo dõi trung bình 3 doanh nghiệp. Nếu tính cả năm thì khoảng từ 500 tới 600 doanh nghiệp trên một năm. Trong khi đó, mục tiêu đầu tư của tôi thì chỉ khoảng từ 10 tới 15 doanh nghiệp trong một năm, một tỷ lệ rất thấp. Theo chị thì tại Trung Quốc hiện nay, nơi nào thích hợp để khởi nghiệp trong ngành công nghệ hơn cả? Nơi thích hợp để khởi nghiệp thì có nhiều lắm, nhiều người chọn Bắc Kinh vì nơi đây là trung tâm đầu tư quy tụ rất nhiều anh tài, nhưng cũng có người chọn Hàng Châu vì đây là trung tâm thương mại điện tử. Ở phía Nam thì có Quảng Châu và Thẩm Quyến đều có những bước phát triển mạnh về thị trường phần cứng và phần mềm trong thời gian gần đây. Tính đến nay thì chị đã ở Trung Quốc 7 năm rồi. Trong 7 năm đó, chị đánh giá như thế nào về sự trưởng thành của thị trường chứng khoán công nghệ ở Trung Quốc? Có còn cách xa thung lũng Silicon hay không? Chắc chắn Trung Quốc có rất nhiều nhà đầu tư vào lĩnh vực công nghệ, nhưng để nói là trưởng thành thì quá trình này chỉ mới bùng nổ khoảng 3 năm trở lại đây. Hiện tại chúng tôi có hơn 1.000 nhà đầu tư, các quỹ đầu tư khởi nghiệp. Nếu so với Mỹ thì Trung Quốc còn thua xa, nhưng như vậy cũng là nhiều rồi. Theo chị thì các doanh nghiệp lĩnh vực nào sẽ hấp dẫn nhà đầu tư? Dựa vào quan điểm của cá nhân cũng như là của công ty tôi thì chúng tôi thích hợp với những doanh nghiệp vừa và nhỏ, với những công cụ mà họ đang sử dụng để điều hành công ty, đảm bảo thị phần và mang lại lợi nhuận. Họ đang có những cơ hội rất khả quan. Vâng, cảm ơn chị rất nhiều. Thưa quý vị, kết thúc phần 3 là những thông tin khoa học công nghệ mới được cập nhật và dĩ nhiên là những thông tin tuyển dụng hot trong lĩnh vực công nghệ. Như thường lệ thì phần cập nhật nhanh và thông tin tuyển dụng vừa rồi cũng đã kết thúc phần 3 của cửa sổ công nghệ. Trong phần tiếp theo sẽ là thủ thuật hướng dẫn chặn bóp úp trên một số trình duyệt web thông dụng. Thưa quý vị, sau đây chúng ta hãy cùng đến với thủ thuật công nghệ của ngày hôm nay. Thưa quý vị, nếu quý vị cảm thấy phiền toái vì những bóp úp quảng cáo cứ bật lên mỗi khi chúng ta duyệt web, thì đã đến lúc chúng ta chặn đứng những nguy cơ này. Phần thủ thuật ngày hôm nay sẽ cùng điểm lại một số thao tác thiết lập chặn bóp úp trên các trình duyệt quen thuộc như Chrome, Firefox và Internet Explorer. Thưa quý vị, chúng ta hãy bắt đầu với trình duyệt Google Chrome trên desktop. Nếu quý vị cài đặt trình duyệt này trên những hệ điều hành khác nhau như là Windows, Mac hay Linux,
thì vẫn cứ an tâm vì thao tác hoàn toàn giống nhau quý vị nhé. Đầu tiên thì dĩ nhiên hãy mở Chrome lên, sau đó quý vị hãy nhấn vào biểu tượng menu hình ba gạch ngang ở góc phải phía trên của màn hình. Danh sách tác vụ đã được sổ xuống, sau đó chúng ta hãy nhấn vào là Setting. Tại giao diện Setting đã được mở ra thì hãy cuộn đến cuối trang và click vào mục là Show Advanced Setting. Tiếp tục kéo xuống để chúng ta tìm mục có mang tên là Privacy. Lúc này hãy nhấn vào là Content Setting. Trong Content Setting sẽ có dòng chữ là Do Not Allow Any Site to Show Pop-ups. Quý vị hãy nhấn chọn vào dòng trước của dòng chữ này và nhấn Done. Tuy nhiên quý vị có thể chọn thêm là Manage Exception nếu như quý vị muốn thêm một số website ngoại lệ cho phép hiện pop-up. Cũng như là với trình duyệt Chrome thì trên giao diện mobile thì quý vị sẽ có đổi khác một chút xíu. Theo đó là trong Chrome thì quý vị hãy chọn là cài đặt, rồi chọn là cài đặt nội dung. Tại dòng là chặn cửa sổ bật lên thì hãy click vào dòng ấy, thế là xong. Tiếp theo là đến Firefox trên trình duyệt Windows và Linux. Sau khi đã mở Firefox thì cũng tại phía trên màn hình với biểu tượng menu tương tự như là Chrome, quý vị hãy click vào để chọn là Option hoặc là Preference. Sau đó hãy chuyển qua tab có tên là Content, nội dung. Trong tab này quý vị sẽ thấy có dòng chữ là Block Pop-up Windows. Sau đó chúng ta hãy đánh dấu stick vào ô phía trước của dòng chữ này. Như vậy là thao tác đã hoàn tất, rất đơn giản. Tương tự với Firefox trong Internet Explorer, quý vị hãy chọn biểu tượng là Setting hình bánh răng ở góc phải phía trên của màn hình. Trong danh sách tác vụ mở ra, hãy chọn tiếp tục là Internet Option. Tại cửa sổ là Internet Option bật lên, quý vị hãy kích hoạt tính năng khóa pop-up bằng cách click vào là Turn on Pop-up Blocker. Thưa quý vị, đến đây thì thời lượng dành cho phần thủ thuật cũng đã hết. Mọi ý kiến đóng góp xin hãy tiếp tục gửi vào địa chỉ của chúng tôi, cửa sổ công nghệ.fbnc@gmail.com quý vị nhé. Xin chào. Và phần cuối của cửa sổ công nghệ ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng đến với một đoạn phim ngắn rất cảm động. Đặc biệt nhân vật chính trong phim là những chú Lego rất độc đáo. Toàn bộ bối cảnh phim cũng được dựng lên từ bộ lắp ráp nổi tiếng này. Thưa quý vị, đến đây thì thời lượng của chương trình Cửa sổ công nghệ cũng đã hết. Xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ email quen thuộc cửa sổ công nghệ.fbnc@gmail.com. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.